Như vậy, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với Volleyball BCT. Xin giới thiệu với mọi người, trước mặt chúng ta vẫn là kèo nội dung solo giữa anh Tuấn Bình Sơn và em đua Tam Sơn. Ở kèo đấu này thì có sửa kèo một tí là anh Tuấn chỉ được sử dụng một cánh tay phải để đánh kèo này, trong khi đó ở bên kia vẫn sử dụng hai tay là bình thường. Chín hai cho Tuấn Bình Sơn. Xin nhắc lại, kèo này anh Tuấn sử dụng một cánh tay phải, trong cái đó thì ở bên kia đua vẫn đánh bình thường. 12 30 1-3 4-1 2-4 Trận đấu này anh Tuấn đang phát huy rất tốt những quả phạt của mình. 3-4 4-4 Rất bất ngờ, kèo đấu này thì em đua lại đánh rất tệ. 5-14 Bóng ngoài. 5-5 6-5 Bóng lỗi của đua. 6-6 ngoài mẹ. 7-6 Không hiểu nổi cho đua. Pha xử lý bóng rất lỗi của em. Điểm là 7-6 Bóng tốt. 8-6 Rất bất ngờ, ở kèo đấu này khi anh Tuấn quay lại đánh một tay thì đua lại đánh không được tốt. 8-6
7-8. Bóng tốt. 8-8. Trận đấu tiếp tục, điểm số là 8-8. Bóng tốt. 9-18. Bóng tốt. 10-18. Chạy rồi, được là chạy rồi. Bóng ngoài. 11-18. Mày tao đứng đấy ngủ nữa. Phá từ sạt của anh Tuấn. Bên 11, bên 18 không? Dạ. Yeah. Bóng tốt rồi. 12-18. Một giây lên điểm của đua. Nếu như đua bình tĩnh thì hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu này, bởi vì kèo đấu này anh Tuấn thi đấu một cánh tay phải. Mười ba mười tám. Kè số. 14-18. Rất tốt. Một giây lên điểm của em đua. Bên là đánh có một tay à? Dạ. Yeah. Một cánh tay phải không? Chấp à. Mười lăm, mười tám. Rất hay. Bị dẫn điểm rất xa nhưng khoảng cách bây giờ chỉ còn lại 3 điểm. Một giây ăn điểm liên tiếp. Không cần cắn. Hơi cuồn bóng. Ăn luôn. Bóng ngoài rất rõ ràng. Điểm là 19-15. Trận đấu của chúng ta tiếp tục, điểm số là 19-15. 20-15. Hai mốt mười lăm. Để lượt anh Tuấn lấy lại điểm số từ những quả phạt của mình. Sân bóng này hạn chế rất nhiều khả năng phạt bóng của vận động viên anh Tuấn. Bóng hỏng rồi. 16-21. Mười bảy hai mốt. Chỉ nắn hai quả em. Hai hai. 17. Không thành công. 23-17. Kèo đấu này đánh sẹt 25. Chấp mày có chấp không? Đúa chấp 3 quả. Bên này hay bên tay? Bên này chấp, bên là 3 quả, bên là chấp lại đánh chắc cái tay phải. 24-17 rồi. Bảo cho anh Tuấn. Ở kèo đấu này thì lúc nhập cuộc thì đúa để mất điểm khá là xa, cho nên không thể bắt kịp được điểm số ở kèo đấu này. 24-17. Bóng tốt. 18-24. Cơ hội chứ hẳn là đã hết đối với đua theo như lý thuyết.
Bởi vì có lúc dây lên điểm của vận động viên này lên đến 7 điểm. Đừng có cả, đừng có cả. Mười chín hai tư. Bình tĩnh, không kẽ, bình tĩnh. Phạt đúng điểm là. Đua tự sát. Và như vậy là kèo hẹn này kết thúc với thắng lợi 25-19 thuộc về anh Tuấn. Xin chúc mừng cho anh Tuấn và cảm ơn sự theo dõi tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những kèo hẹn tiếp theo. Bye bye.